phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh lâm vừa ký quyết định công bố tình huống thiên tai xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh theo quyết định công bố, cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh thuộc cấp độ 1. Theo đó, các hoạt động, biện pháp công trình và phi công trình để thực hiện ứng phó, khắc phục trong thời gian xảy ra thiên tai do xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Long An được thực hiện theo tình huống khẩn cấp. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ về an toàn sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho người dân. Theo dự báo của chi cục phát triển nông nghiệp và thủy lợi, độ mặn sẽ lên cao nhất từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, đúng dịp Tết Nguyên Đán Xuân Tân Sửu. Các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn từ bây giờ.